thì thật ra cái mà nó lâu lắm nha các bạn. Mình có mua về để dành độ cái các loa vi tính mini á, các loa mà nó sử dụng 5V nó hoặc radio này kia đâu đó. Mấy ổng IC mình sẽ đổ mạch vào nha. Thì mạch này nó sử dụng công nghệ Class D nha các bạn. Thì cái này nó tên IC là 38403 nha, BAM8403. Thì mạch này nó theo cái công suất đó, thì nó sẽ là 6W 2 kênh nha các bạn. Tức là mỗi kênh nó 3W đó. Thì điện áp hoạt động nó là 5V nha. Thì nó đơn mạch đơn giản thôi. Nó chỉ có hai cái ba hai cái ngõ vào tín hiệu và hai ngõ ra loa. Thì cái mạch này thì giá nó tầm khoảng tầm 7.000 rồi nha các bạn. 7 chỉ có 7.000 thôi, nhưng mình đổi cái mạch này hai kênh và sở hữu công nghệ Class D nha. Thì Class D thì nó sẽ có cụm cảm nó sẽ nằm trong cái con IC luôn nha các bạn. Nó nhỏ gọn thôi chứ tập hợp cũng nhiều công nghệ lắm nha. Nó cũng có bảo vệ luôn nha các bạn. Nếu các bạn chập chập cái hai cái đầu ga lo nè, nó sẽ tự động ngắt nha. Nó sẽ bảo vệ lo mình. Thì này mình có thử rồi nha. Thì hôm nay mình sẽ test cái chất âm của cái mạch này các bạn. Thì cái này thích hợp cho các bạn để về mua về mình độ chế các lo vi tính, lo mini nè, hoặc là các bạn mua để dành thay thế mình độ vào các cái mấy cái mạch công suất radio nè, công suất lo vi tính 2.0 cái loại mini ấy. Nó sử dụng điện áp 5V, mình mua về mình độ chế nha, nó sẽ tốt hơn mình thay IC nha, tại vì giá thành nó rẻ. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó bền nha các bạn, mạch này mình đã sử dụng lâu lắm rồi, nó rất là bền. Còn mấy con IC mà trong đấy mà thông thường các bạn mua sửa các con IC trong radio á, là các cái loa mini á, lo sử dụng pin mini ấy, thì nó cũng khó thay lắm nha. Tại cái nó thường thường nó cái con IC nó không có để số luôn nha. Thì mình bắt buộc phải mua mạch này và mình chế nha. Thì mạch này mình mua thì nếu mà mình mua trực tiếp ở bên nước ngoài luôn các bạn, thì nó khoảng tầm 4-5 ngàn thôi, chứ nó không có tới giá cao đâu. Còn nhầm shop thì bán 10.000, 10.000 hơn thì tùy tùy nó nhé các bạn. Nói chung nó mạch này dưới 10.000 nha. Thì mình sẽ test cho các bạn thử xem là tầm giá này là cái mạch sở hữu không này, Class D thì nó có đáng để mình mua không nha. Thì cái này mình mua rồi nghiên cứu vui cũng ok các bạn, tại vì giá thành nó khá là rẻ nha. Thì mình sử dụng cái loa số 3 này, mấy hôm trước mình có mua, có làm clip rồi các bạn. Thì mình thử với mạch này nha. Thì mạch này nó đi với cái bộ này thì cũng khá là hợp đó nha các bạn, tại công suất loa này nó cũng thấp lắm, nó tầm 3 tới 5W thôi, chứ cái công suất nó có cao đâu. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn hàn dây nha. Ok, thì đây có để nha các bạn. Đây ao, đây ao là ngõ ga nha. Đây là gờ, đó là led quay nha, bên phải bên trái. Đây thì mình sẽ hàn lo vào trước nha các bạn. Đây, bây giờ mình hàn xong nha các bạn. Thì hai cái ngõ ga ngoài cùng nè, ao này các bạn đúng cộng trừ về nha, sai thì cũng không có không ảnh hưởng nha, ở nhầm không không có lỗi nha các bạn, không có hư, chỉ còn ảnh hưởng là có ảnh hưởng nha, tức là cái âm thanh mình nó bị trung pha, nó ngược pha lại nghe nó kỳ lắm, nó mất bass, kiểu như âm thanh nó lòng lòng giống như 3D vậy các bạn. Cho nên các bạn hàng cho nó đúng cộng trừ cho mình nha. Còn cái về phần tín hiệu lúc nào có 3 giây các bạn, nguồn thì các bạn hàng đúng nguồn nha, chứ sai nguồn nhiều khi nó hỏng. Thì nguồn này 5V nha các bạn, băng cấp 5V nha. Các bạn sử dụng sạc điện thoại này, hoặc pin này cũng cũng hoạt động bình thường nha các bạn. Băng cấp pin thì nó áp đầy nó khoảng tầm 3.8 đến 4.2 gì đấy thì nó hoạt động nha. Thì mình thử bằng cặp loa này nha các bạn, thì mình lên nhận luôn cho các bạn nghe. Coi sơ nó không nóng đâu nha các bạn, mình thử nó không nóng nha, với áp hoạt động 5V nữa sẽ không nóng nha. Thì cái này thích hợp cho các bạn, chỉ thích hợp cho các bạn sử dụng lo nhỏ giống như thế này nha các bạn. Thì cái mạch này nó đánh cái lo này hơi bị đuối, tại cái lo này nó cũng hơi to, thì thích hợp cho các bạn sử dụng các lo TV, các bạn chế cái mạch âm thanh mini đó gì mình xài đây, giống như các bạn sử dụng cái lo TV này. Thì lo này có với công suất là nó là 8 ở bởi 5W nha.
còn công suất tối đa là 7W nè. Thì bạn về á, mình đóng hộp các cái lo này là mình làm cái mạch âm thanh mini nghe cũng ok giống như các bạn. Với lại quan trọng là nó rất là rẻ, mạch này mới luôn mà nó chưa đến 10 ngàn nha, rất là rẻ nha, nó không có ù xì luôn các bạn. Đây mình để tay vào nè, nó đang nhỉ gây nhiễu nha, nhưng mà các bạn không để tay vào nó sẽ không ù xì gì đâu nha. Nói chung là khá là ngon á, nhưng mà đối với các bạn cần cái hiệu suất cao thì cái mạch này không 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 có hiệu suất cao đâu nha. Tuy sở hữu công nghệ cao Class D đấy, nhưng mà nó rất, cái công suất nó không có cao lắm đâu nha, tại vì nó có 5V này, nhưng mà được cái nó rất là nhỏ gọn luôn các bạn, nhìn thấy nè, nó chỉ có một cục mấy cái vài của IC thôi chứ nó cũng chẳng có gì đâu. Dường như là tên mạch này cho các bạn chỉ nhìn thấy có IC thôi, thôi có lẽ vài tụ điện với điện trở thôi, hai con điện trở thôi, còn nhiều tụ điện hết, rất là đơn giản luôn. Thì nói chung mình cũng phải có chấp nhận nha các bạn, mình cầu lát đê tuy là công suất nó cao thật á, nhưng mà nó không có thần thánh như mình nghĩ đâu. Đấy, thì clip này mình nếu này kết thúc nha các bạn, thì nếu mà có điều kiện mình sẽ review các mạch cầu lát đê đang có thị trường nha. Mặt sau không có gì luôn nha các bạn, mặt sau nó chỉ chống thôi, không có gì hết. Ok, mạch đơn giản nhất này thôi là hát này nha. Con IC này nó mình sử dụng nó tốt nha các bạn, nó tốt hơn các IC trong các cái mạch mà lo mini nhiều nha. Mạch đó nó sử dụng IC 8 chân thôi, con này IC này 16 chân nha. Thì clip mình tới đây là kết thúc nha các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh nha.